Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay sẽ là buổi thứ hai nhà em Sử tiến hành là đào cái phần nền rồi cô bác. Sáng nay thì cháu Lực lên thì cũng đã đào xong, gọi là được một chút rồi. Thì chiều hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên là cập nhật cái tiến độ mà tình hình đào nền nhà của các em tới đâu rồi. Và lên thì cháu Lực sẽ mua một ít nước. Bây giờ thì sẽ mua nước để cho bà con là gia hộ em Sử. Rồi thì đến chiều tối nay thì cháu Lực sẽ nấu một bữa cơm cho tất cả là cô bác, các bạn mà gia hộ nhà em Sử một hôm cô bác ạ. Hai em Sử thì cháu Lực lên mua nước thì lên đón cháu Lực luôn. Chào Sử, chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi anh chào Sử nhá. Chào anh. Rồi đào như nào rồi? Đào được nhiều chưa? Chưa đào. Chưa. Hay là hộ anh bê cái thùng nước á. Có ai ra hộ thêm nữa không? Có người ra hộ thêm không? Không. Không à? Thế đi đi. Có vẻ như là nhìn được một góc khá là nhiều rồi cô bác. Hãy đào. Ui, cả ông cũng ra đào luôn à? Có vẻ đông hơn rồi anh à. Đào được khá là nhiều rồi cô bác. Có thể nói là đào được tầm cái phần cái nền cứng của nó thì được tầm trên là 3 mét rồi. Sử bảo tất cả mọi người là nghỉ uống nước đi. Hãy bảo mấy anh kia ra ăn nghỉ uống nước đã. Đấy được rơi tới đâu đó tầm là tầm được 3 mét rồi cô bác ạ. Đào khá là nhanh. Cái này thì đào nếu mà độ tầm 1 tuần thì chắc có khi là xong hết rồi. Theo Sử thì đào tầm 1 tuần thì xong chưa? Không cần 1 tuần đâu. Chắc không đến rồi nhỉ? Đấy. 3-4 ngày. Xin kia con nước á? Con nước. Thêm đào nghe, cái đá đào to nghe. Rồi. Ui, cái này là có đá này này. Một chỗ này gặp một tảng đá to luôn đấy nhỉ? Đi uống nước đi. Hải. Ôi, Hải đi đẩy xe rùa ra rồi. Ủa, vừa rồi thì không may là đào đến đây có nước này cô bác này. Cái phần này ấy. Hải thì cũng ra đây luôn à. Đấy, Hải thì không đi học thì lên đây cũng đẩy xe rùa phụ các bác các anh luôn. Rồi. Đấy, toát hết cả mồ hôi rồi này cô bác này. Cháu Hải, chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Thế rồi, hôm nay thì biết là đào nền để làm gì không? Làm nhà. Để làm nhà, hãy đi ra kia uống nước đã. Thế kìa, hãy ra kia ngồi nghỉ, ngồi uống nước đã. Hôm nay thì đào được một hôm thì đã được như thế này rồi cô bác. Nếu mà đào độ tầm Sử nói thì không được, không độ đó tầm một tuần đâu, tầm đào tầm 3 đến 4 hôm là xong rồi, cũng gần một tuần đấy. Hôm nay là có thanh niên ra hộ nhiều hơn nhỉ? Đây là mấy anh thanh niên mà Sử là hay đi ra để đổi công đúng không? Đấy thì được các anh các bạn là gia hộ công. Có
Có đủ mỗi người một chai không? Đủ à? Sử mà khát nước mà tu hết phát lên một chai này không? Không biết được. Chai này thì rơi vào tầm 1 lít đấy nhở? Phải nói là bà con đi ra hộ nhà các em ai cũng rất là nhiệt tình, cô bác đào rất là nhanh, không ngừng nghỉ luôn. Ở đây thì còn các bạn nhỏ này, các bạn nhỏ này thì đi theo bố mẹ đi ra. Còn các anh thanh niên thì có sức khỏe hơn thì là sẽ chịu trách nhiệm cái việc mà đẩy cái đất đi. Còn các cô trên kia với lại các em gái thì sẽ cào đất xuống thành đống như này. Và bây giờ thì chắc là cứ đào phần bên kia trước cô bác, rồi thì phần bên này thì sẽ đào sau vậy. Sáng nay thì ở đây có một cái tảng đá rất là to này, và cũng được là các thanh niên cùng nhau là đục ra, bây giờ còn là một tí nữa thôi. Cái chỗ này thì mùa này thì hình như là khều chỗ nào nó cũng ra nước này, nhưng mà nó chỉ là ở cái phần phía bên này đi thôi các bác, phía bên này ra bên kia, còn là phần ra bên kia thì không có nước. Em xử thì vừa rồi thì cháu Lực cho em ấy đi xuống cái chợ kia để mua ít thức ăn về để một tí nấu cơm cho các bác mà hôm nay ra hộ nhà em xử. Đấy, ông thì cũng ra phần cái nền nhà của mình để cùng các cô bác ở đây đào luôn, cả em Hải nữa. Cháu Lực cũng có bảo ông rồi, bảo là cho ông ở nhà đi, nhưng mà ông không có nghe cô bác, cũng có muốn là ra lên trên này cùng các cháu lại các cô ở trên này đào. Đây, em Hải thì một cậu bé bé tí nữa có bác. Ôi Hải, như là em cái sắp cao bằng Hải rồi. Em nghe có vẻ ăn cơm nhiều hơn đấy nhờ. Tầm độ 2 tháng nữa thì có một ngôi nhà mới ở đây thì có thích không? Có ạ. Hả? Có ạ. Hôm nay thì vừa rồi thì lên trên này lâu chưa? Lâu rồi. Lên lâu rồi à? Lên cùng các bác để đào à? Đào nhưng mà chỉ hộ được các bác là một phần nào đấy thôi cô bác, là gom cái đất lại xong là cho các anh là đẩy đi. Trên này thì gặp một cái cục đá to luôn này cô bác này, cục đá to này chắc là phải là mấy anh thanh niên thì ra thì mới đục được. Rất là may cái đá này nó còn là cái đá mà không có được cứng mấy, nó là thực dạng mà cái đá mà đá bùn đấy cô bác ạ. Ôi đẩy được không đấy? Ôi, xe to cả người rồi nhờ. Vàng này
bài của thứ hai lê cao giáng luôn là thế nào pet luôn luôn đấy dây thì lại về không được. À vừa rồi em xử thì đi mua thức ăn chưa về có bác. Thế là anh bỏ anh nhau mà đi uống bia anh không à? Ui, anh em uống bia gì, uống mua nước rồi này. Có nước đây rồi. Tam hả bác? Bây giờ thì cháu được sẽ cùng các bạn cái cồi để đào thằng can này hơn. Này, cái gì đâu? Nó kia nha. Được. Đi đâu là anh thì đúng không? Đúng rồi. Cái lao là chú rồi. Bác ấy có biết nói tiếng Kinh không? Không biết nói đâu. Biết nói một tí à? Nghe nó không có rồi. Nhà bác là ở trên đâu? Ở bên kia mà. Bên kia à? Bên kia. Bác ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác ấy? 55. 55 tuổi à? Ồ, thế hơn bố cháu mấy tuổi? Con cái bác đi đâu hết rồi, con đi đâu hết rồi? Còn có con trai. Còn không con trai, con gái à? Con trai là một con. Có một con thì nó là rơi con mông. À thế bây giờ còn mỗi con gái thôi à? Ừ. Con gái có cùng không? Con gái thì xa rồi. Xa á? Thế bây giờ mình ngồi mình bác ở thôi à? Ừ. Ôi rồi. Bác không? Bác là anh em với lại ông ấy. À. Ông à? Ừ. Ông Hải xử à? Hả? Ừ, mà ông Hải này. À. Thế là bác. Anh đâu? Anh à? Anh này này. Ông cũng là không có con trai của bác. À, con gái thì đi lấy chồng xa hết rồi. Vâng. Con mình mà. Chồng con Bình à? Vâng. Xa đấy nhỉ? Thanh niên ơi, cẩn thận nhá. Con xuống đi. Con đâu xuống nhá. Ta đi ngủ hết rồi. Bóng thằng già thôi. Chân cũng đây, đá đây. Ôi, đá to đấy. Nó sợ anh. Được không đấy? Được. Tao nào tốt hơn thằng ông rồi kêu. Ông thì à. Lăn rồi. Ông thì bảo là ở nhà đi nha, ông cũng không có chịu các bác ạ. Nhưng muốn làm ra cây để đào nền cùng các cháu. Tình ơi! Làm ra cái. Mấy thanh niên này mai là một ngày nữa nhỉ? Ừ. Được không? Còn một ngày đó anh ạ. Nhiều ngày à? Ngày. Ê, thế được đấy, anh đi được đấy.
Anh Nhiên kia hứa bảo hộ nhiều ngày nhá, mà như anh lên không làm gì. Mất hết uy tín. Nhưng mà mùa này nhà không có cái gì làm đúng không? Nhà ngủ với vợ thôi. Nhà ngủ với vợ ơi, cái này không được rồi. Nhà thể về trễ. Mùa này ngủ không được với vợ đâu. Mùa này nóng lắm anh nhờ. Nóng lắm. Ôi đây cũng đá to lắm này. Có một thanh niên hứa với cháu Lịch là bao giờ mà làm giúp cho nhà xử xong thì mới không ra hộ nữa. Được đấy nhờ. Anh em xử đấy nhờ. Có phải là mấy anh em có cùng đánh bóng suốt không? Phải không? Là đây là trong đội bóng ấy. Ủa, chúng ta còn làm đá lắm nè. Chúng ta cũng phải chia nhau đấy. Phòng hết tay rồi ấy nhờ. Làm mới một tí rồi mà phải hết tay. Ôi nhiều tí rồi đấy. Ui. Đập đó. Đập đó. Đập đó. Đập đó. Đập đó. Đập đó. Không ai hót đấy. Phải hót ra thì hết bốn mới thấy được. Được rồi. Đấy. Rồi cái cô đích ra thấy không? Phải có một người dùng xà beng với một người xào thấy được. Ôi, con đường kìa. Làm mệt không muốn nói chuyện mấy được nhờ. Mẹ thì ai còn muốn nói chuyện. Sao nó phải nói chuyện thôi thì nó mới làm tốt được chứ. Mẹ rồi. Cố lên. Hết nước chưa? Còn mà. Đấy, cũng còn đi. Cũng còn mà. Cắt nước giống nước đi. Cắt nước thì cứ bảo anh. Nghĩa. Cắt nước thì cứ bảo anh. Thế này em bảo anh 247 nhỉ? Thế không bảo, thế ngày mai ra hộ đi anh mua cho, riêng em thôi nhá. Ồ, mua cho tất cả chứ. Thế anh bảo mua cho em thì mua chai 48H. Chai 48H á? Vâng. Mày chai to à? Ừ, chai to đấy chứ. Được, nhưng mà làm phải nhiệt tình. Ok. Được. Cái gì cũng phải là nhiệt tình chứ. Đúng rồi. Ui, được không? Đóng to được không? Coi xong nữa. To hơn cũng được anh ạ. Đi. Nói chung là mấy thanh niên này là toàn là trai bản các bác, cho nên là rất là quý nhân. Dâng. Cái nào? Anh đang phải vàng này không? Hả? Anh đang phải vàng này không? Hả? Mà là anh đang phải vàng này không? À, phải chứ. Sáng nay cũng kéo mà. Đây. Anh chỉ kéo một tí. Có thân nhìn quá à. Đây, thanh niên hót ra để anh kéo nhá. Hả? Nhanh để đi đây. Thanh niên này. À, thanh niên này. Có thể nhờ tí vào. Từ từ đi đã. Đã. Rồi. Nào. Hay ba rồi. Đây đúng là thể thật rồi. Nói chung là anh cũng là con nhà nông mà. Thì ra là không phải ngại ngùng những vấn cái vấn đề mà kéo đất này các bác. Nó cũng là quá bình thường. Nhưng mà nặng quá đấy. Có lẽ là kia. Hình như cái chân nó là to. Hình như là biết cho lực vào cho nên là cho cái đống to hơn hay sao ấy. Bằng nhau mà. Phải ra. Ô.
Ô xỉu mua bia à? Không phải bia đâu. Mua nước rồi. Anh em mình nghỉ tí đi nhỉ? Kéo đi ra ha. Mày phát ra mà nghỉ. Thầy bà tí lâu. Xe à, dạ. Đi xóa ăn cơm với nhau nhỉ? Đi ăn cơm nhỉ? Còn mẹ phải ăn thôi nhỉ? Chúng ta chủ việc kéo một tí mới được rồi. Dạ. Chế. Dạ. 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 Dạ, anh có mang súng không? Hả? Anh có mang súng không? Súng gì? Đấy, đây là súng này. Súng nào không? À không, anh uống thuốc nào? Thầy uống nước rồi. Chỉ có thuốc lá thôi nhờ. Thuốc lá anh uống hả? Đâu á? Anh em mình nhờ thuốc nhau một chai nhờ. Cái nào cũng được. Phải nói là lúc mà mệt mà uống những cái ngụm nước Coca này vào à, rất là sảng khoái luôn cô bác ạ. Mải thì cũng làm cũng không có ngừng nghỉ luôn cô bác. Hot đứt là liên tục này. Hot đẩy lên xe rồi xong lại đẩy đi. Hải thì kéo kia thì không kéo được đâu nhỉ. Chỉ có là hót thôi, hót thành đống lại thôi. Và trong thời gian qua thì cho Lực xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em, gửi những tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị tới cho ba ông cháu để có được như ngày hôm nay. Ngày hôm nay là sẽ chuẩn bị là đào nền trước, rồi thì đào nền xong mọi cái đi hết cái tháng này thì cháu Lực sẽ tính đến cái ngày mà để đào cái phần móng của bác ạ. Bây giờ thì cứ đào xong trước đã, rồi vận chuyển vật liệu vào, mọi cái nó xong xuôi rồi. Và trong thời gian qua thì cũng được nhiều cô bác cũng có nói với cháu Lực là phải tìm đất ở bên kia cho các em. Nhưng mà thật sự ra để mà nói có thì vẫn có, nhưng mà nó rất là dốc, thành ra là không có đủ cái tiêu chuẩn để mà làm nhà. Thành ra là cháu Lực quyết định là sẽ không có mua ở phần đấy, và muốn là quay trở lại cái chỗ mà gần cái nhà mới, nhà cũ của các em để làm cho các em. Thưa cô bác, phải nói thưa cô bác là những con người ở trên vùng cao này thì phải có chỗ đất để mà canh tác làm ruộng thì chỗ đấy mới ở là thích hợp nhất chứ cô bác. Chứ còn là bây giờ mà để làm một cái nhà cho em Sử với em Hải ở ra bên kia thì chỉ có đủ là một cái ngôi nhà thôi, còn thành ra là sân vườn nào là mọi cái nó không có, thành ra là nó cũng phải là rất là bất tiện cho các em. Mỗi lần mà các em lấy rau lợn hay là đi lấy cỏ chạy ra tít bên này để trở về, để trở lại sang bên kia thì nó cũng tốn thời gian cho các em rất là nhiều. Thành ra là người ở đâu thì phải nói là âu ở đấy cô bác. Cái Sử thì vừa rồi cũng vừa đi chợ về rồi cô bác. Đi chợ về cái là lại lên đây phụ các cô này, các anh này để làm. Anh em mình
nhà đi chỗ kia đi nhở. Cái này thì bây giờ phải lấy cả. Chỗ này có vẻ là có nhiều đá vụn vụn hơn nè. Chỗ kia thì đá to. Ủa? Đó, đó, đó là kể à. Cái vùng đá rất là to này. Đứng em ấy đi nhá. Đi chiều nhá. Chỗ này chắc là trước kia xếp đá vào nhá. Chỗ này chắc là trước kia xếp đá vào đây mà. Có nhiều đá đây. Đây này có đá nhiều mà. Cái đất mà có đất đá này nó mới chắc. Ông à, sẽ về nhà sớm hơn để nấu cơm phụ em Hải với em Sử các bác. Nhưng mà mấy thanh niên đã có thanh niên nào làm nhà chưa hả Sử? Có thanh niên nào làm nhà chưa? Chưa. Chưa à? Chưa. Thế là mấy nữa Sử lại phải ra công ấy nhờ? Tất nhiên là phải trả công chứ. Để công với nhau mà. Và là bây giờ là đang ra là đổi công. Nói là những người ở trên vùng cao có bác. Mặc dù là nhà nào cũng có không có được khá giả, nhưng mà để mà cái tình cảm mà sống với nhau rất là chân, rất là đáng quý đâu các bác. Nhà nào có công việc gì thì phải đi ra rộ hộ, mà bao giờ mà hết thì thôi, hết cái công việc thì mới dừng. Thiếu bao nhiêu thì cứ ấy đấy. Cô có biết nói tiếng Kinh không? Chị Bà. Cô này đi ở gần nhà Sử à? Cô này bị quá bé luôn, là điều cả bé ra hộ luôn đi. Mới thanh sắt này chọc xuống tay hay bị phồng này, thanh tròn tròn này. Thank you.
con đó bóng ngò. Mình xem một con đó. Ôi, khúc kéo à? Để lau tí đã. Để lau mình lau cũng đã. Vừa để lau xong mà. Đây là tối ngồi chắc được 2 mâm nhỉ? Là 2 mâm à? 3 mâm à? Hải thì cũng hot rất là nhiệt tình luôn này cô bác. Nói chuyện với Hải một tí xem nào. Hải thì hôm nay cũng được các bạn ra hộ à? Đây là bạn hay là chị? Chị à? Đây là chị nhà chú đúng không? Còn cái chị áo đen này là đâu? Là ở dưới kia. Nói kẹo mà. Có cả bạn nhỏ đấy nhỉ? Hot được không? Hả? Hot được không? Mai lại ra hộ nữa, mai chú một kẹo lên nhỉ? Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 4 nhỉ? Ồ, Hải đi lớp 8 rồi, hơn 4 lớp nhỉ? Mai anh cũng phải mua kẹo sô-cô-la cho mấy đứa. Kẹo sô cô la. Thế để hôm nay thì hôm đầu là mua nước, thì hôm sau thì vừa mua nước vừa mua kẹo nhá. Nhá. Lại dẫn gái lên à? Dẫn gái lên để cùng cốt đất à? Ây da. Mấy anh thanh niên còn đòi bảo là dẫn gái lên để mấy cuốc được đất này. Anh sợ là dẫn gái lên thì không làm được thôi mà. Có. Tất nhiên phải làm được. Làm khỏe hơn à? Ừ. Có cái để mà. À. Đừng lo. Mấy anh thanh niên này nếu mà còn có lấy thì họ còn cố gắng hơn đấy. À, còn cố gắng hơn. Ấy, đẩy có gái thế đẩy được xe to hơn đúng không? Và khỏe hơn. Đấy, vừa rồi là những cái câu mà anh em mà cùng làm với nhau để trêu nhau cho nó đỡ mệt mỏi tí cô bác ạ. Chứ cũng không chẳng chứ không là có những cái ý như vậy đâu cô bác nhá. Bây giờ làm mà không có những câu mà trêu nhau, không có câu tiếu nhau thì nó sẽ hơi mệt một chút. Nó sẽ gọi là chỉ im lặng làm trong âm thầm luôn thôi. Hải thì hót rất là nhanh nhẹn, rất là nhiệt tình luôn.
Hải có đẩy được xe rùa này không? Có đẩy được xe rùa này không? Có á. Đấy, bây giờ thì xử lại thay anh kia một chút rồi các bác ạ. Ôi, quay phim đấy. Quay lên TV nhá. Chiều thanh niên này bảo là quay lên TV. Thanh niên đấy ngại các bác ạ. Không muốn lên TV rồi. Và hôm nay thì chắc là đào đến chỗ kia một chút nữa thôi các bác. Thì ngày mai sẽ tiến hành là tiếp tục là đào tiếp. Còn là phần trước mặt của em Hải thì gặp mà cái phải cái cục đá mà nó đá này thì nó thuộc dạng là đá bằng đá bùn rồi các bác ạ. Nhưng mà phải vẫn dùng xà beng để mà cậy thì nó mới ra được. Như cái nguồn nước này thì cho Lực cũng nói lên rất là nhiều rồi. Nó chỉ chảy đến mùa này thôi. Đấy, hôm qua vừa nãy thì chưa khều thì nó chỉ chảy đến đây thôi. Và vừa nãy thì khều một lúc nữa thì nó lại chảy ra đến đây này cô bác này. Nhưng mà nếu mà ở phần cái nguồn nước này sẽ đào ở cái kia một cái hố nó sâu hơn một chút thì toàn bộ nước nó sẽ chảy ra bên kia hết. Bây giờ cái phần đào cái phần đất cứng này thì cũng rơi đó là hơn 3 mét rồi cô bác ạ. Thế còn cái thước phim hôm nay thì cháu được xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cũng muốn chia sẻ lên là cho tất cả quý cô bác là cùng biết trong cái quá trình mà đào cái phần nền nhà của các em thì có gặp khó khăn gì ở trên cái mảnh đất ở trên nhà các em không. Và đến hôm nay thì mới đào hôm đầu thì chưa có chuyện gì mà xảy ra cô bác. Chỉ là gặp những vài cái chướng ngại vật như mấy cái cục đá thôi. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng mấy cô bác. Trong thời gian tới thì đào cái nền nhà tới đâu thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình lại cho tất cả quý cô bác anh chị ở trên này là cùng nắm gió về cái phần mà cháu Lực đào cái nền nhà của các em. Một cái mảnh đất mà hôm nọ nhìn ở trong còn rất là dốc và hôm nay thì đã được săn phẳng đi, gọi là một nửa thôi, cũng đã gần bằng phẳng rồi cô bác. Cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bản em. Bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì cháu Lực xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy, Sử thì có vẻ là hơi đang kéo đất cho nên là hơi mệt tí, nói nó hơi bị nhanh tí. Mong quý cô bác anh chị sẽ thông cảm cho các em. Có thể nói nay là một cái ngày vui của các em rất là nhiều rồi cô bác. Trong thời gian tới thì sẽ có nhiều cái niềm vui mà đến với ba của cháu nữa cô bác ạ.